PinQ. Đây là body của XT4 và con lens 17-20 17-70 f2.8. Nghĩa là một người khá là màu mè, chứ không phải là kỹ tính đâu. Cho nên là mua body về, mua lens về, mặc dù đã tốn tiền rồi mà cũng đầu tư thêm việc là dán cho lens với lại dán cho body ha. Dán này hết nhiêu vậy? Dán cho con 75 này hết nhiêu? 350. 350 cho cái này hả? Mắc vậy? 350 là mua được cái thẻ nhớ luôn á. Còn con 17-70 này dán nhiêu? Được dán trọn gói lens body luôn. Như vậy 650. 650. Có nghĩa là dán một body hai lens là thấy quanh quanh gần triệu rồi. Cái tác dụng của nó là gì? Ngoài làm đẹp ra thì có được bảo vệ không? Đó chứ. Quăng quăng anh bạn yên tâm hơn chứ. Mà cái vụ mà làm đẹp á, anh thấy cái gu thẩm mỹ của Nghĩa cũng lạ quá. Các bạn thấy màu này đẹp không? Bạn không có chê thì comment bên dưới nha. Đúng là dán cái này á, nó sẽ có tác dụng bảo vệ hơn. Tại vì sau một thời gian sử dụng á, mình có rơi rỡ, có rơi gì đó cái kiểu á, thì nó cũng không có bị chày, người ta cũng không biết, chủ sau cũng không biết đâu. Đúng không Nghĩa? Như là một lớp bảo vệ thêm thôi, giống như là bạn xài điện thoại mà dán màn hình điện thoại á. Và dán của nó là bạn phải dùng loại dán xịn, những cái dán mà 3M á, 3M á, thì may ra nó không có bị chạy xước, không có bị gỡ ra dính keo. Chứ những cái loại mà dán rẻ tiền mà mua trên Shopee á, một thời gian rồi nó bong chóc cái keo lên là rất là ghê, rất là nham nhở, mà gỡ ra thì còn tệ cho cái lens hơn nữa. Hồi xưa có một số trường hợp rất là buồn cười, dán cái kiểu skin dởm hay sao á, mà lúc gỡ ra nó chóc cái sơn của lens luôn. Điều hơi đáng sợ ha. Nên, cho nên là tóm lại là ngoài tác dụng mà kiểu làm đẹp ra thì nó mang cả tác dụng bảo vệ nữa, đúng không? Bảo vệ là giữ gìn cho người sau á, tới khi mình bán máy mình gỡ ra thì con lens còn nguyên luôn, cứ như là mới đập hộp vậy, thì giá trị bán nó sẽ cao hơn một tí. Nên nhiều khi cũng không phải tin tưởng được bảo là body hoặc lens ngoại hình mới toanh cái kiểu không dính chày. Thực ra nó chạy toàn mấy miếng dán mà mình đâu biết được. Đúng nghĩa. Rồi tóm lại á, có tiền á thì cũng nên đi dán từ đầu lúc mà mới mua luôn. Mà dán xong mua phải giữ kỹ nha, chứ làm rớt cũng như không. Có nó dán không? Nhìn là kể cả hút cũng được dán luôn. Nắp cáp phía sau cũng được dán, kể cả cái cáp trước cũng được dán lại luôn. Dán sẽ được cắt theo đúng kiểu kích thước á, cho nên là những cái chữ số sẽ còn sâu ra chứ không có bị che mờ đi. Dán theo đúng kích thước người ta đo đó. Cho nên là cứ lựa mấy chỗ mà dán xịn xịn xíu, mình dán cho lâu dài mà. Với lại là gặp cho mấy bạn mà thích cái màu mới hơn á, thì nó cũng đỡ nhàm chán hơn cái màu đen truyền thống của mọi ống kính. Với lại là cũng nên lựa cái kiểu mà màu sắc nữa nó có thẩm mỹ một tí ha, chứ mới dán cái màu này xong cái bị người ta cho đánh giá không à. Ok, thấy nó kỳ không, tại sao body chơi lại màu đen nhưng mà lens là dán màu bạc, lý do tại sao vậy? Tại mình chưa dán body. Là sau này body cũng dán màu bạc luôn hả? Đúng rồi, mình mua XT4 màu đen về mình dán màu bạc. Vậy tại sao từ đầu không mua XT4 màu bạc đi? Tại XT4 màu bạc nó chạy lắm. Thì XT4 màu bạc rất dễ chạy. Màu okay. Bạc nó, cái sơn màu bạc nó siêu dễ bong luôn. Ok, lý. Mua màu đen về xong để dán màu bạc. Đúng rồi, mình thích màu bạc nhưng mà không thích cái sơn, thích dán. Ok luôn. Dán cái body trước lên trước á, thấy người ta gỡ ra dễ không? Coi với tay ba. Lúc người ta gỡ ra kiểm tra á. Em gỡ. Tự gỡ được luôn hả? Có bị dính keo hay sao? Không, không dính. Gỡ ra mà nhìn như mới thiệt không? Mới hơn, ảo lắm. Lúc mua con XT3 nó chạy. Ừ. Nhớ là nó bị chạy. Không hiểu sao đưa cho tay dán xong về tự nhiên gỡ ra. Ủa nhớ ở đây có vết chạy mà ta. Con XT3 em nhớ em bị chạy đáy. Dán xong tự nhiên lật đáy lên thấy ủa đâu có vết chạy đâu. Không biết anh là nghĩ mình... có thể một trường hợp vậy lúc mà đem cái con body đó đi dán á, là cũng có XT3 khác đi dán luôn. Xong dán xong cái thằng dán nó có khi nó biết rồi, nó nghĩ mình chết mợ rồi, mình lỡ dán mình lộn con là bây giờ lột ra cái mình thiệt tiền, thôi kệ cứ đưa body cho mấy thằng kia đi, nó cũng không biết được đâu. Dán xong không kiểm tra là số seri đúng không?
Không, con XT3 của em nó bị một cái màng với bị bên mà. Chắc chắn là nó. Bởi vì nó tháo màng nó cháo luôn sao? Đầu tư luôn hả? Thì công sức nó vậy thì anh chấp nhận cho luôn. Có XT3 màng bên. Để trả lời câu hỏi cho bạn đó thôi, tại nó hỏi là dán có nên không với lại dán có tác dụng bảo vệ được sự không? À dán. Thì Nghĩa đã có kinh nghiệm mà dán cái này xong rồi làm rớt làm hư là còn bán được đi mà gỡ ra là biết làm sao rồi đúng không? À, nhưng mà nó tác dụng chống chày chứ không có tác dụng chống sốc đâu. Mẹ đúng rồi, em thấy như vậy nó mẹ không nó bực bội á. Mẹ tới chừng này mình rớt xuống rổ đường xe còn nó xăng cơ là nó không chày, mẹ mình rớt nó chày rồi là phải đảm bảo luôn cái chuyện đó cho nó. Hồi bữa nó rớt nó chạy, nó rửa thừa tại anh. Không, nó rửa thừa hai nghĩa. Tóm gọn lại là có nên dán không? Dán, dán chứ. Nên đúng không? Nhưng rồi. Mà không có để phải cắm rửa gì 100% hết. Ừ. Nhưng mà dán vô thì nhìn cái body nó hơi hài á. Ý là dán len thì còn được nha, mà dán body nhìn nó cứ hài hài. Ừ, thì đừng dán body, dán len thôi. Thế thì cái body chạy. Thì bây giờ dán cái màu mà cùng với màu body gốc luôn. Hợp lý không? Giống như dán keo xe vậy á, keo xe máy á. Dán cái trong suốt á. Không mà dán hay gớm. Dán trong suốt hay gớm. Nói chung cái con máy này là cần dán cái đế với mấy cái góc cạnh này. Ừ. Người ta có bán cái dạng đế bằng da á. Dán đúng mấy cái miếng da ở dưới đế thôi, chống chạy.